xin một tràng pháo tay gửi đến các bạn trẻ giáo phận Bùi Chu với nhạc cảnh Đường Thập Giá, sáng tác linh mục La Thập Tự. Con đường thập giá với bao nhiêu sỏi đá trong gai,
với bao nhiêu sầu đau tê tái, với bao nhiêu thua thiệt giữa đời. Xin Chúa giúp chúng con biết hy sinh vì nhau, biết an ủi nhau khi gặp gian nan khốn khó, biết san sẻ khi thánh giá cuộc đời trở nên nặng nề. Can đảm lên em, vững bước lên anh, hãy cùng nhau tiến lên trên đường thánh giá, vì cuối con đường thánh giá chính là vinh quang nước trời. Dù có điều chi, Ngài là phúc lành tràn trề.
dưới con đường này.